Rồi xin chào tất cả mọi người ha. Hôm nay là ngày 30 tháng 6 thì Ngọc Sương cũng có về thêm một số con điện thoại cũ giá tầm trung. Thì anh chị cô chú nhà mình xem được con nào thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Qua số điện thoại là 0879 182 796 và số Zalo cũng là số này luôn ha. Rồi đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị cái con máy tính bảng nha anh chị. Thì hôm nay em về em còn một con máy tính bảng Samsung Tab A ha. Này là Samsung Tab A đời 2019 nha anh chị. Con này thì màn hình của nó là 8 inch ha. Rồi, nó màu đen nha anh chị. Đây ha, thì con này ngoại hình của nó còn tương đối ok nha anh chị. Cái mặt sau của nó có hơi nhăn nhẹ vài chấm thôi ha. Còn mặt trước thì còn rất là đẹp ken luôn nha anh chị. Màn hình to sau màn hình to 8 inch ha. Mình mua về có thể xài Zalo, Facebook, TikTok gì luôn được nha anh chị, chơi game vẫn ok ha, Free Fire này. Đây, màn hình hiển thị rất là trắng sáng, không ám mố phản quang gì hết nha anh chị. Galaxy Tab A đời 2019, con này thì phiên bản Android là 10 chấm luôn ha. Cấu hình thì RAM 2, bộ nhớ là 32 GB nha anh chị. Mọi chức năng được ok hết ha, và xài xài được SIM ha, xài được SIM 4G nha anh chị. Wi-Fi này là ok hết. Rồi em tới cảm ứng cho anh chị ha. Đây, cảm ứng này. Thì con này nó sở hữu cái loa kép nha anh chị, loa nghe nhạc cực kỳ hay luôn ha. Đây, loa kép nè. Cái chui sạc của nó là chui sạc micro ạ. Pin rất là trâu khỏe ha. Giá bán là 1 triệu 6 nha anh chị. Samsung Tab A đời 2019 giá 1 triệu 6 ha. Tặng kèm cho anh chị một cái bao da và một cái bộ sạc nha anh chị. Bao da mới hoàn toàn đây luôn ha. Đây, mua về cho bé xài hoặc là mua về xem YouTube hát karaoke gì đó thì rất là ok. Giá 1 triệu 6 ạ. Đây, rất là xịn sò luôn nha anh chị. Rồi, tiếp theo là một con điện thoại ha. Đây là điện thoại Redmi nha anh chị. Đây là Redmi 8 màu đỏ ha. Về hình thức con này thì còn khoảng 95% nha anh chị. Nói chung còn tương đối đẹp ạ. Màn hình to 6.3 inch. Redmi 8 nha anh chị, phiên bản Android là 9 chấm ha. Cấu hình thì RAM 3, bộ nhớ 32 GB và pin con này thì cực kỳ trâu nha anh chị. Pin tới 5.000 ha, hỗ trợ sạc nhanh, sạc Type-C nha anh chị, vân tay còn đầy đủ. Màu đỏ rất là đẹp luôn nha anh chị, giá 1 triệu 9 thôi ha. Giá 1 triệu 9 tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán thường lực và bộ sạc ạ. Redmi 8 nha anh chị, cam nè. Đó, cam trước cam sau ok hết nha anh chị, giá 1 triệu 9 ạ. Rồi tiếp theo là một con dòng Realme. Này là Realme SER 3i nha anh chị, màu xanh dương ha. Nói chung thì con này cái vỏ sau của nó có hơi nhăn nhẹ nha anh chị. Có hơi nhăn nhẹ không đáng kể gì hết ha. Con này thì màn hình rộng 6.5 inch. Màn hình giọt nước ha. Đây không không ám ố phản quang gì hết nha anh chị. Realme SER 3i, con này phiên bản Android là 10 chấm này. Cấu hình thì RAM 2, bộ nhớ là 32 GB và pin của nó cũng trâu nha anh chị, pin tới 5.000 ha. Thì mua về xài Zalo, Facebook, TikTok, chơi game gì đó thì cũng ok nha anh chị, game nhẹ ha. Rồi giá bán là 1 triệu 6 nha anh chị, Realme SER 3i giá 1 triệu 6, pin cực kỳ trâu ha. Xài hai sim ạ. Giá bán cho anh chị là giá 1 triệu 6, tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán cương lực và bộ sạc ạ. Đây, cam cực kỳ nét ạ. Đó ha. Rồi tiếp theo là một con Samsung. Này là Samsung A10s nha anh chị, màu xanh lá ha. Ngoại hình của nó còn tương đối ổn nha anh chị. Còn tương đối đẹp ha. Màn hình thì 6.2 inch, màn hình giọt nước. Cài đặt nè. Galaxy A10s nha anh chị. Con này thì phiên bản Android là 10 chấm nè. Ở phiên bản Android là 11 chấm ha. Cấu hình thì RAM 2, bộ nhớ là 32 GB và pin của nó là 4.000 nha anh chị, vân tay còn đầy đủ hết ha. Xài cũng xài hai sim và cũng hỗ trợ sim 4G nha anh chị. Chui sạc là chui micro ha. Giá bán là 1 triệu 6 nha anh chị. Samsung A10s máy rất là đẹp luôn ha, giá 1 triệu 6. Tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán cương lực và bộ sạc nha. Rồi tiếp theo là một con dòng Realme.
Này là Realme 5 Pro nha anh chị. Màu xanh tím ha. Ngoại hình của nó còn rất là đẹp luôn nha anh chị. Còn khoảng trên 95% luôn ha. Con này thì màn hình 6.4 inch. Tên thiết bị là Realme 5 Pro nha anh chị. Con này phiên bản Android 10 chấm này. Cấu hình thì RAM 4, bộ nhớ là 128 GB luôn nha anh chị. Chức năng ok hết, con này thì mình có thể về chơi game Liên Vân Free Fire này nọ ok luôn ha. Cái chui sạc nó là chui sạc nhanh, chui sạc Type C nha anh chị. Vân tay còn đầy đủ, giá bán là 2 triệu rưỡi ha. Realme 5 Pro giá 2 triệu rưỡi nha anh chị. Tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán cường lực và sạc ạ. Cam nè. Đó, cam trước, cam sau rất là nét à. Rồi, tiếp theo là một con dòng Realme 5. Hồi nãy là Realme 5 Pro nha anh chị, còn này là Realme 5 ha. Con này thì màu tím nha anh chị. Màu tím, ngoại hình của nó cũng còn rất là keng ha. Màn hình cũng là 6.4, 6.5 gì đó nha anh chị. Đây, màn hình hiển thị đẹp ha, máy zin nha anh chị. Realme 5 này, con này phiên bản Android 10 chấm. Cấu hình thì RAM 3, bộ nhớ là 64 GB nha anh chị. Và nó chạy chip Snap là 665 ha. Mua mấy con Realme này về xài chơi game sướng nha anh chị. Vân tay còn đầy đủ. Con này thì cái chui sạc nó là chui sạc micro ha. Giá bán là 2 triệu mốt nha anh chị. Realme 5 giá 2 triệu mốt cho anh chị thôi ha. Tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán cường lực và bộ sạc ạ. Rồi tiếp theo là em có một con dòng Samsung J6 cộng màu đen nha anh chị. Con này ngoại hình của nó tương đối ok ha. Cái viền của nó có hơi nhăm nhẹ nha anh chị. Đây, có viền có hơi nhăm nhẹ ha. Màn hình thì 6.1 inch. Samsung Galaxy J6 cộng nha anh chị. Con này phiên bản Android là 8.1 ha. Cấu hình thì RAM RAM 3, bộ nhớ là 32 GB. RAM 3, bộ nhớ 32 GB nha anh chị, và pin của nó là 3100 ha. Nói chung mọi chức năng đều ok hết nha anh chị. Mấy cái máy này thì chưa có reset máy, thì anh chị mua thì em sẽ reset cho anh chị ha. Còn hình ảnh dữ liệu của người trước rất là nhiều luôn nha anh chị. Giá bán là 1.550.000 ạ. Tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán gương lực và sạc ha. Rồi em test phần cam cho anh chị xem ha. Cam nằm ở đâu rồi ta? Đây cam nè. Đó, cam cam sau nha anh chị. Cam selfie này, đó, cam selfie này rất là nét luôn ha. Giá 1.550.000 nha anh chị, tặng kèm ốp lưng, dán gương lực và sạc ạ. Rồi tiếp theo là một con cũng Samsung luôn ha. Này là Samsung J4 cộng nha anh chị. Con này cũng màu đen ha, và ngoại hình của nó cũng còn tương đối ok ạ. Màn hình cũng 6.1 inch. Đây ha, màn hình hiển thị rất là đẹp luôn nha anh chị. Thông tin điện thoại nè, Galaxy J4 cộng đi ha. Con này phiên bản Android là 9 chấm, cấu hình thì RAM 2, bộ nhớ 16 GB nha anh chị. Mình xài được 2 SIM và hỗ trợ SIM 4G, pin của nó thì 3000 ha. Giá bán là 1.350.000. Tặng kèm ốp lưng, dán cường lực và sạc cho anh chị. Cam này ha. Đó, cam trước cam sau được ok hết nha anh chị. Giá 1.350.000 ạ, Samsung J4 cộng nha anh chị. Máy rất là đẹp luôn, mọi chức năng được full hết ha. Rồi tiếp theo là em còn con Vivo. Này là Vivo Y15 nha anh chị, màu tím than ha. Ngoại hình của nó còn khoảng 94-95% nha anh chị. Máy còn đẹp. Màn hình thì 6.3 inch. Vivo 1901 hay còn gọi là Vivo Y15 ha. Phiên bản Android là 11 chấm. Cấu hình thì RAM 4, bộ nhớ 64 GB. Và pin của nó rất là trâu nha anh chị. Pin tới tới 5000 ha. Xài được 2 SIM và hỗ trợ SIM 4G ạ. Vân tay còn đầy đủ hết luôn nha anh chị. Giá bán là 2 triệu mốt thôi ha. Vivo Y15, RAM 4, bộ nhớ 64 GB. Pin 5000, giá 2 triệu mốt nha anh chị. Tặng kèm ốp lưng, dán cường lực và sạc ạ. Rồi tiếp theo là em còn con Vivo Y20. Con này thì màu
Màu kem nha anh chị, con này thì màu trắng kem ha, trắng kem mà nó hơi màu đỏ màu ngọc nha anh chị. Đây cái này em gọi là màu xanh sữa luôn ấy ha. Rồi thì màn hình con này thì to, màn hình tới 6.5 inch nha anh chị. Vivo V2027 hay còn gọi là Vivo Y20 ha. Con này thì cấu hình RAM 4, bộ nhớ 64GB, phiên bản Android là 10 chấm nha anh chị. Mọi chức năng được ok hết. Con này thì máy khoảng còn 92-93% ha. Cái viền của nó có hơi xước nhẹ xíu nha anh chị, viền hơi xước, xếp xước nhẹ ha. Rồi giá bán là 2,3 triệu nha anh chị. Vivo Y20 giá 2,3 triệu. Cam của nó này cực kỳ nét này ha. Đó cam, đó camera selfie rất là ok ạ. Giá bán 2,3 triệu tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán cân lực và sạc ạ. Rồi tiếp theo là một con Vivo, này là Vivo Y12s nha anh chị. Vivo Y12s con này cũng là màu xanh sữa nha anh chị, màu xanh sữa rất giống màu của Vivo Y20 luôn ha. Đây là Y20, còn cái này là Y12s nha anh chị. Đây con này thì cái ngoại hình của nó cực kỳ đẹp luôn nha, còn khoảng trên 95% luôn nha anh chị, không xước sát điểm gì hết ha. Và màn hình của nó cũng là 6.5 inch. Tên thiết bị là Vivo V2026 hay còn gọi là Vivo Y12s ha. Con này thì phiên bản Android là 10 chấm nha anh chị. Cấu hình thì RAM 3, bộ nhớ 32GB và pin của nó cũng là 5000 nha anh chị. Pin rất là trâu khỏe luôn ha. Máy mới rất là đẹp luôn. Giá bán là 2,2 triệu nha anh chị. Vivo Y12s giá 2,2 triệu tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán cân lực và sạc ha. Rồi tiếp theo là em còn một con dòng Redmi. Này là Redmi 5 Plus nha anh chị, màu vàng gold ha. Ngoại hình của nó còn đẹp lắm luôn nha anh chị. Máy zin hết ha. Thì con này màn hình của nó thì 6.1 inch. Màn hình con này khoảng 6.2 nha anh chị. Redmi 5 Plus này, con này thì phiên bản Android là 8.1 ha. Cấu hình thì RAM 3, bộ nhớ 32GB và pin là 4000 nha anh chị. Nó chạy chip Snap là 625 ha. Mọi chức năng đều ok hết, vân tay còn đầy đủ nha anh chị. Giá bán 1,450,000 ha. Redmi 5 Plus giá 1,450,000. Tặng kèm cho anh chị bộ sạc nha và một cái miếng dán cường lực ạ. Máy còn rất là ok, full chức năng nha anh chị. Rồi tiếp theo là một con dòng Hono. Đây là một con Hono Play nha anh chị, màu đen ha. Con này thì nói chung cái ngoại hình của nó thì còn tương đối ok ạ. Màn hình 6.3 inch ha. Rồi con này em quên chưa sạc pin rồi nha anh chị, tôi đợi giới thiệu sau ấy ha. Rồi tiếp theo là một con dòng Vivo. Đây là Vivo Y81 nha anh chị, màu đen ha. Con này thì cái vỏ sau của nó có hơi xước lông mèo nha anh chị. Màn hình thì 6.1 inch. Con này thì màn hình tai thỏ ha. Đây giới thiệu điện thoại này Vivo 1808 hay còn gọi là Vivo Y81 nha anh chị. Mình xài được 2 sim ha và phiên bản Android của nó là 8.1 ạ. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Giá bán là 1,4 triệu nha anh chị. Con này cũng chưa reset máy nữa. Giá 1,4 triệu ha, tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán cân lực và sạc ạ. Cam selfie này, cam sau này rất là ok luôn ha. Giá 1,4 triệu thôi nha anh chị. Thì anh chị mua thì em sẽ reset lại cho anh chị ngay từ đầu hết ha. Rồi tiếp theo là một con dòng Oppo. Này là Oppo F5 nha anh chị, màu vàng gold ha. Con này ngoại hình của nó còn rất đẹp, rất mới nha anh chị. Còn một con này ha, cấu hình của nó thì RAM 4, bộ nhớ 32GB nha anh chị. Được cái thì RAM của nó cao ha. Pin thì 3100 nha. Đây màn hình của nó hiển thị rất là đẹp. Oppo F5 này, RAM 4, bộ nhớ 32GB. Xài được 2 sim ha, cam nè. Cam sau, cam trước đây ha. Rồi giá bán cho anh chị là giá 1,450,000 luôn ha. Giá 1,450,000.
tặng kèm cho anh chị ốp lưng dáng thường lực và bộ sạc cho anh chị ha. Rồi tiếp theo là em còn một con dòng Realme, đây là Realme Sơ 21i nha anh chị, Realme Sơ 21i màu đen ha. À, con này thì ngoại hình cũng nó đẹp, còn khoảng 95-96% ha, màn hình to 6.5 inch. Realme Sơ 21i nha anh chị, phiên bản Android là 11 chấm. À, cấu hình thì RAM 4, bộ nhớ là 64GB ha. Nói chung mọi chức năng đều ok hết, pin tới 5000 nha anh chị. Mua mấy con này xài rất là chắc luôn ha. Vân tay còn ok nè, máy cầm rất là nặng luôn nha anh chị. Rồi giá bán cho anh chị là giá 2 triệu 2 luôn ha. À, Realme Sơ 21i giá 2 triệu 2, tặng kèm cho anh chị ốp lưng dáng cường lực và sạc ha. Này 4 cam nha anh chị, giá 2 triệu 2 thôi ạ. À. Rồi tiếp theo là em còn hai con dòng Oppo F9 ha. À, một con thì màu đỏ nha anh chị và một con thì màu xanh đen ha. Nói chung thì máy hình thức của nó còn khoảng 94-95% nha anh chị. Nói chung còn rất là đẹp luôn ạ. À. Màn hình 6.3 inch. À, em cầm một máy giới thiệu thôi ha. À, Oppo F9 này, con này phiên bản Android là 8.1 nha anh chị. À, cấu hình thì RAM 4, bộ nhớ 64GB. Mọi chức năng đều ok hết ha. Cam này. Đó, cam sao nha anh chị. Đó, cam sao, cam trước đều ok hết ha. Rồi xả cho anh chị là giá mỗi con là 2 triệu chẳng luôn ha. Oppo F9 giá 2 triệu chẳng, tặng kèm cho anh chị ốp lưng dáng cường lực và bộ sạc ha. Gồm có hai màu, màu đỏ và màu xanh đen nha anh chị, giá 2 triệu mỗi con ạ. À. Rồi tiếp theo là một con dòng Oppo A5s ạ. À. Con này thì màu xanh dương nha anh chị. Cái mặt sau của nó có hơi nhăm nhẹ ha. Đây, có hơi nhăm nhẹ, có một cái đường răng ở phía bên trong nha anh chị. À, con này thì màn hình 6.2 inch ạ. À. Oppo A5s này, con này phiên bản Android là 8.1 ha. Cấu hình thì RAM 3, bộ nhớ là 32GB và pin của nó cũng tương đối trâu nha anh chị, pin tới 4230. À, mình xài được hai SIM và hỗ trợ SIM 4G nha. Vân tay còn đầy đủ nè. Mua về xài Zalo, Facebook, TikTok gì đó thì ok nha anh chị, cam rất là đẹp luôn. Đó, cam trước cam sau rất là nét luôn nha anh chị. Giá bán cho anh chị là giá 1 triệu 8 thôi ha. Oppo A5s giá 1 triệu 8. Tặng kèm cho anh chị ốp lưng dáng cường lực và sạc ạ. À. Rồi cuối cùng là một con dòng Samsung. Này là Samsung J7 Pro nha anh chị. Màu con này thì màu đen ha. Ngoại hình của nó còn tương đối ok ạ. À. Thông tin điện thoại nha anh chị. Đây, Galaxy J7 Pro ha. Con này thì phiên bản Android là 9 chấm nha anh chị. Phiên bản Android 9 chấm. Cấu hình thì RAM 3, bộ nhớ là 32GB, xài được hai SIM ra và pin của nó là 3600 nha anh chị, pin 3600. Nói chung mọi chức năng đều ok hết. Giá là 1.450.000 nha anh chị, Samsung J7 Pro. Giá 1.450.000, tặng kèm cho anh chị ốp lưng dáng cường lực và sạc ạ. À. À, rồi còn một con nữa ha. À, con này là Realme Sơ 2 nha anh chị. Con này là Realme Sơ 2 ha, màu xanh dương nha anh chị. Con này thì màn hình của nó thì 6.1 inch. Màn hình 6.1 inch ha. À, cấu hình con này thì được cái RAM 3 nha anh chị. RAM 3, bộ nhớ là 32GB. À, thì pin của nó là tới 4000 ha. Đây, Realme Sơ 2 này, cấu hình thì RAM 3, bộ nhớ 32GB, phiên bản Android 9 chấm ha, pin 4000. Xài hai SIM, hỗ trợ SIM 4G, chua sạc là chua sạc micro nha anh chị. Giá bán là 1.450.000 ha, tặng kèm ốp lưng dáng cường lực và bộ sạc cho anh chị. Rồi thì anh chị coi được con nào thì ưng ý cứ alo trực tiếp cho em ha. Và số điện thoại là 0879 182 796. Rồi em xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. À.